Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, tập 7, Hán dịch: Sa môn thật xoa Nan Đà, Việt dịch: Tỳ kheo Thích Minh Định. Quyển 60, phẩm vào pháp giới thứ 39. Bấy giờ Đức Thế Tôn ở tại nước Thất La Việt, trong rừng Thệ Đa vườn Cấp Cô Độc, lầu các đại trang nghiêm với các đại bồ tát năm trăm người tụ hội bồ tát phổ hiền bồ tát văn thủ sư lợi làm thượng thủ danh hiệu của các ngài là bồ tát quang diệm tràng bồ tát tu di tràng bồ tát bảo tràng bồ tát vô ngại tràng bồ tát hoa tràng bồ tát ly cấu tràng bồ tát nhật tràng bồ tát diệu tràng bồ tát ly trần tràng bồ tát phổ quang tràng bồ tát địa oai lực Bồ Tát Bảo Oai Lực, Bồ Tát Đại Oai Lực, Bồ Tát Kim Cang Trí Oai Lực, Bồ Tát Ly Trần Cấu Oai Lực, Bồ Tát Chánh Pháp Nhật Oai Lực, Bồ Tát Công Đức Sơn Oai Lực, Bồ Tát Trí Quang Ảnh Oai Lực, Bồ Tát Phổ Các Tường Oai Lực, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Hư Không Tạng, Bồ Tát Liên Hoa Tạng, Bồ Tát Bảo Tạng, Bồ Tát Nhật Tạng, Bồ Tát Tịnh Đức Tạng, Bồ Tát Pháp Ấn Tạng, Bồ Tát Quang Minh Tạng, Bồ Tát Tề Tạng, Bồ Tát Điên Hoa Đức Tạng, Bồ Tát Thiện Nhãn, Bồ Tát Tịnh Nhãn, Bồ Tát Ly Cấu Nhãn, Bồ Tát Vô Ngại Nhãn, Bồ Tát Phổ Kiến Nhãn, Bồ Tát Thiện Quán Nhãn, Bồ Tát Thanh Liên Hoa Nhãn, Bồ Tát Kim Cang Nhãn, Bồ Tát Bảo Nhãn, Bồ Tát Hư Không Nhãn, Bồ Tát Hỷ Nhãn, Bồ Tát Phổ Nhãn bồ tát thiên quan bồ tát phổ chiếu pháp giới trí huệ quan bồ tát đạo tràng quan bồ tát phổ chiếu thập phương quan bồ tát nhất thiết phật tạng quan bồ tát siêu xuất nhất thiết thế gian quan bồ tát phổ chiếu quan bồ tát bất khả hoại quan bồ tát chỉ nhất thiết như lai sư tử tòa quan bồ tát phổ chiếu pháp giới hư không quan bồ tát phạm vương kế bồ tát long vương kế Bồ Tát Nhất Thiết Hóa Phật Quang Minh Kế, Bồ Tát Đạo Tràng Kế, Bồ Tát Nhất Thiết Nguyện Hải Âm Bảo Vương Kế, Bồ Tát Nhất Thiết Phật Quang Minh Ma Ni Kế, Bồ Tát Thị Hiện Nhất Thiết Hư Không Bình Đẳng Tướng Ma Ni Vương Trang Nghiêm Kế, Bồ Tát Thị Hiện Nhất Thiết Như Lai Thần Biến Ma Ni Vương Tràng Võng Thùy Phú Kế, Bồ Tát Xuất Nhất Thiết Phật Chuyển Pháp Luân Âm Kế, Bồ Tát Thuyết Tam Thế Nhất thiết danh tự âm kế bồ tát đại quang bồ tát ly cấu quang bồ tát bảo quang bồ tát ly trần quang bồ tát diệm quang bồ tát pháp quang bồ tát tịch tĩnh quang bồ tát nhật quang bồ tát tự tại quang bồ tát thiên quang Bồ Tát Phước Đức Tràng, Bồ Tát Trí Huệ Tràng, Bồ Tát Pháp Tràng, Bồ Tát Thần Thông Tràng, Bồ Tát Quang Tràng, Bồ Tát Hoa Tràng, Bồ Tát Ma Ni Tràng, Bồ Tát Bồ Đề Tràng, Bồ Tát Phạm Tràng, Bồ Tát Phổ Quang Tràng, bồ tát phạm âm, bồ tát hải âm, bồ tát đại địa âm, bồ tát thế chủ âm, bồ tát sơn tướng kích âm, bồ tát biến nhất thiết pháp giới âm, bồ tát chấn nhất thiết pháp hải lôi âm, bồ tát hàng ba âm, bồ tát đại bi phương tiện vân lôi âm, bồ tát tức nhất thiết thế gian khổ an ủy âm.